Trong những ngày này, câu chuyện về việc cấp phép cho các ca khúc sáng tác trước năm 1975 tiếp tục tạo nên làn sóng phản ứng trong dư luận, đặc biệt là trong giới văn nghệ sĩ, khi mà mới đây Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố trên website của mình cho phép phổ biến rộng rãi hơn 300 bài hát nhạc đỏ. Đáng chú ý trong số đó lại có ca khúc Tiến quân ca, vốn được Hiến pháp năm 2013 công nhận là quốc ca. Giữa ồn ào này, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chính thức lên tiếng. Trong quá trình tìm hiểu về việc cấp phép biểu diễn cho các ca khúc sáng tác trước năm 1975, báo chí đã phát hiện trong danh mục những bài hát phổ biến do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép vẫn còn thiếu vắng nhiều nhạc phẩm quen thuộc với công chúng như Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lên đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hay thậm chí là cả ca khúc Tiến quân ca vốn được quy định là quốc ca. Đến ngày 19 tháng 5, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã cập nhật những ca khúc này trong danh mục được công bố trên website của cục tại địa chỉ cucnghệthuatbiểudiễn.gov.vn với số lượng lên đến hơn 300 bài. Tuy nhiên, động thái này tiếp tục vấp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận. Giải thích về điều này, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, cục chỉ cập nhật danh sách các ca khúc được phép phổ biến chứ không phải là cấp phép mới như dư luận đang hiểu lầm. Trước những ồn ào đó, chiều ngày 22 tháng 5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo không cần cấp phép phổ biến bài hát đã quen thuộc dù sáng tác trong thời gian nào. Nhiều văn nghệ sĩ cũng đưa ra ý kiến không nên xây dựng danh mục những bài hát được phép phổ biến nếu trong quá trình thẩm định không có ca từ nào vi phạm thuần phong mỹ tục hay ảnh hưởng đến an ninh chính trị. Như vậy, với sự vào cuộc của chính phủ, câu chuyện cấp phép ca khúc vốn đã quen thuộc đã tạm khép lại. Sẽ không còn một danh sách cập nhật phổ biến rộng rãi bài hát quen thuộc dù sáng tác ở giai đoạn nào nữa, cũng như việc không có danh sách cho các khúc cấm phổ biến. Bởi theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, việc này sẽ được đơn giản hóa với các đơn vị cấp sở khi cấp phép tổ chức chương trình nghệ thuật cụ thể.